Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình lại có một cái video không hay mình muốn chia sẻ với anh em nữa nè. Đây nha, để mình mở lên. Xem lại cái nữa nha. Đó. À thì anh em thấy gì đó, cái bài này tập rất là nguy hiểm ở cái chỗ là tập quá nặng. Thường thì mình tập cái bài này ở trong phòng tập thì mình không có bao giờ mình tập nhiều như thế này đâu. Tại vì nặng quá mình đẩy không có nổi, nó rất là nguy hiểm. Rất là dễ bị gãy chân anh em, gãy chân. Chấn thương là xong luôn, khỏi tập luôn anh em. Mình cũng không muốn nửa đời sau mình phải ngồi xe lăn, không được đạp đùi nữa. À cho nên là anh em cũng nên rút kinh nghiệm, mình đừng nên tập kiểu này. Khi mà cái video này là của nước ngoài anh em, của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam mình. Khi mà đã đạp mà cái khối lượng tạ nó nặng dày nè anh em, là bảo đảm cái đường đi của tạ nó sẽ, cái biên độ di chuyển của cái đùi của mình á, nó lên xuống nó rất là ít, nó không có nhiều. Tại vì nặng quá mà, nếu mà mình xuống sâu quá thì không thể nào mà đẩy lên nổi, giống như cái ông này nè. Xuống nó hơi lỡ một chút xíu, nó hơi lỡ qua cái nhịp. Ví dụ như mình khi mà xuống cảm thấy tới đó rồi không thể xuống nữa rồi mình đạp lên thì tập nặng mới được. Còn nếu mà nó lỡ qua tới cái mức mà mình cảm giác nó hơi, nó bị mất an toàn rồi là xuống tới đó là nó sẽ không thể nào mà gồng để mà đẩy lên lại được. À mà cái lúc đó là giống như hồi nãy anh em thấy nó tuột luôn rồi, nó không lên được, tại lúc đó là không thể gồng được nữa, quá nặng. Nếu mà nhẹ thì còn có thể gồng, mình trụ lại ngay chỗ đó rồi bắt đầu mình ém hơi, mình nín thở, rồi mình bắt đầu mình rặn hơi lên, mình rặn mình đẩy lên. Đó là ở cái mức độ nhẹ nha anh em. Còn nếu mà nó nặng thì là nó sẽ xuống tự do, giống như hồi nãy anh em thấy rồi đó, là cái tạ nó sẽ xuống theo cái đường đi của nó. Có hai cây hai bên này là nó có cái đường đi, nó đi thẳng xuống, là nó xuống tự do, là hai cái chân này không thể nào điều khiển được nữa anh em. Là nó bị mất đi cái khả năng mình làm chủ nó, mình không thể nào mà làm chủ được nó nữa. Lúc đó là nó để nó xuống tới đâu là mình phải chịu tới đó, thấy không? Nó rất là nguy hiểm. Thì ở trong phòng mình á anh em, có những người mà đập nặng rồi đó, chất nặng như vậy nè, mà lại còn để thêm người ngồi trên đây nữa. Có người thì chơi là thêm một người ngồi giữa, có người chơi hai người ngồi hai bên đó. Thì mình nhiều khi mình đặt ra một cái câu hỏi là ủa tập vậy để làm gì ta, tập vậy để làm gì ta, để phát triển cơ hả? Không, tập vậy không bao giờ phát triển cơ được nha anh em. Không có giống như không có giống như những cái bài tập mà của Ronnie Coleman đâu nha anh em. Ronnie Coleman lúc Hoàng Kim á, là người ta tập là để coi đúng cái bài như vậy nè, nhưng mà hình như là 500 kg thì phải, mình nhớ không biết có lộn hay không, là 500 kg á. À là người ta thứ nhất là do người ta là cái khối lượng cơ người ta anh em nó đã khủng sẵn rồi. Thêm nữa là người ta những cái vận động viên chuyên nghiệp của thế giới mà Olympia mà anh em đâu phải dạng vừa. Thêm cái nữa là đồ chơi rất là nhiều, ngoài những cái loại phẩm bổ sung không nói, nhưng mà những cái loại khác để mà kích thích, rồi để mà la hét, rồi như cái tinh thần người ta lúc đó là người ta phải làm rất là nhiều thứ để mà tập những cái bài nặng như vậy. Còn mình thì mình không có đến cái mức độ như vậy. Mình chủ yếu của mình đó là mình tập cho sức khỏe của mình. Thế nếu mà được thì mình tập thêm cơ bắp phát triển nữa. À, chỉ là xung quanh vòng vòng có như đó thôi, chứ mình không có thi thố gì. Cho nên là mình đừng bao giờ mình tập kiểu nặng về anh em, nó rất là có hại. Có những cái video mà mình thấy á, khi mà lên thẳng luôn, có người lên thẳng chân nó bị khóa khớp, nó gãy ngay khớp này anh em, gãy ngang đây. Có người thì xuống rồi không làm chủ được thì cái cổ chân ở đây nó bị lật qua bên luôn, là coi như xong luôn, nó xuống luôn. Đó, còn cái ông này thì nó đỡ hơn, khi mà xuống tới đây thì chắc không sao. Tại vì chỗ này nó có cái chỗ gài nên em xuống tới đây là nó có cái chỗ gài lại, cho nên là nó không có đè xẹp lép giống như cái bánh tráng được. À, thường thì cái máy nào nó cũng vậy, cái máy nào nó cũng có một cái khớp, khi mà xuống tới đây nó gài lại. À, cho nên là nó, với lại nãy có người đỡ cho nên chắc không sao, không đến nổi. Nhưng mà phải rút kinh nghiệm ở chỗ này, mình không nên tập nặng làm gì. À, đối với cái bài này như mình thì mình tập bỏ cái số trên này đi. À, bỏ số trên này đi, bỏ luôn ba cục ngoài này bên đây với ba cục ngoài bên đây ra. À, bên đây mình chỉ cần 4 cục 20 kg này, như bên đây 4 cục 20 kg đó là mình đẩy nha anh em, tám rep thôi, 8 cái thôi. Nếu mà mình muốn đạt được thêm cái độ tê cho cái đùi của mình á,
thì mình sẽ thay đổi nhiều thứ lắm. Mình lên xuống cái biên độ dao động của nó rất là rộng anh em. Khi mình tập nhẹ lại thì cái khả năng mà mình điều khiển được cái cơ chân của mình đó, mình đạp lên, mình hạ xuống nó rất là dài, cho nên là cái sợi cơ của mình được kích thích rất là tốt. À, nếu mà anh em muốn kích thích thêm á, thì mình có thể thay đổi cái góc để của hai cái bàn chân này. Cái này là để hơi hẹp, hơi hẹp. Anh em có thể để rộng ngoài này tí nè, đó, rộng ngoài này tí. Đó. Nếu mà mình thích thì mình có thể dời cái bàn chân này lên trên đây, đó, hai bàn chân lên trên đây, thì nó sẽ vào nhiều vào cái phần mông hơn, đó. Thì nó có rất là nhiều những cái biến tấu mình thay đổi mình tập, nó sẽ làm cho mình, nó sẽ tạo cho mình nhiều cái cảm giác khác là mình tập, chứ không có cần thiết là phải tập nặng như vậy. Thì tập nặng như vậy mình khuyên anh em nên bỏ hẳn cái đường tập nữa, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe của mình. Thêm cái nữa là nếu mà tập nặng như vậy, tại vì còn trẻ không sao, nhưng mà sau này anh em, cái xương ngay đầu gối này nè, nó hai cái đầu sụn rồi nè, sau này nó bị mòn đi thì lúc đó là nó bị hư rồi đó, là khó mà thay thế lắm, không có cái gì đó mà thay thế cái đó được đó. Chỉ có là mình bổ sung hay bồi dưỡng thì sao ngay bây giờ thôi, chứ sau này nó mà hư rồi thôi. Bây giờ anh em nghĩ thôi, tập thì chủ yếu là mình quan trọng tới phần cơ thôi, còn phần xương ít ai để ý tới lắm. Nhưng mà khi xương nó mà lên tiếng nó bị hư rồi là coi như mình không có tập được cơ luôn, không tập được cái gì hết. Nếu mà chấn thương cái bài này, ví dụ như nó mà gãy chân ở chỗ này, coi như ngồi xe lăn là đâu bao giờ tập được cái bài này nữa, coi như là chân không tập được luôn, bỏ luôn, không tập chân được, nguy hiểm lắm. Bởi vậy mình phải tỉnh táo với mấy cái bài này nha anh em. Nhất là khi mà vào phòng tập á, mình nghe những người bạn xung quanh hô hào cổ vũ cho mình, hay là những người anh em support cho mình, hỗ trợ mình, hô hào cổ vũ, chơi đi, mày cứ chơi đi, tao đứng ngoài tao canh cho. Rồi bắt đầu mình nhảy vô, mình nghe nó nói, mình nghe mình cảm thấy mình hưng phấn, mình hừng hừng lên mà nóng người lên, bắt đầu nhảy vô, mình cũng thể hiện, mình vô mình thể hiện, mình đẩy. Xong rồi gặp xung quanh có mấy đứa gái đồ đẹp đẹp, nó đứng giờ mờ anh này đẩy nặng nè, chắc cũng phái. Xong rồi vô nhảy vô, đẩy không nổi là lúc mà nó sập xuống, nhiều khi chấn thương không nói, quê nữa anh em, quê lắm. Tại vì lúc đó là mình phải tỉnh táo anh em, mình suy nghĩ lại, không nên tập nặng vậy, làm vậy không có lợi ích gì hết á. Mình làm vậy thì thêm cái nữa là mình mất thời gian sắp tạ, sắp đống này lên biết nhiều thời gian đó. Rồi mất sức nữa, mất sức rất là mệt, lúc mà mình đẩy mất mớ sức mà sắp đống tạ này lên đẩy gì nổi nữa. Thêm cái nữa là khi mà anh em bước ra khỏi cái máy này á, mình không thể nào mình để cái đống tạ này để cho chủ phòng ta dọn, hay là người kế tiếp người ta vô người ta dọn tạ, mình lại phải dọn sắp xếp ra cho nó gọn gàng. Làm vậy mất cả thời gian không có được gì hết. Một buổi tập mà mình quần quần cái máy này không là hết tiếng hồ, cho nên là mình khuyên anh em đừng nên tập kiểu giống vậy. Nhưng mình tập nặng lắm thì cũng bên 4 miếng, 4 miếng thì 80 kg, hai bên là 160 là dữ lắm rồi đó anh em, là mình tập cỡ đó là nhiều lắm rồi đó. Rồi mình biến tấu những cái bài tập chân rộng, chân hẹp, rồi chân cao, thì nhiêu đó là cái độ của mình nó cũng đủ để phát triển rồi, chứ mình không cần phải tập nặng như vậy. Thì anh em mình cùng nhau rút kinh nghiệm nha. Thì mình chỉ chia sẻ ngắn ngắn vậy, anh em xem chơi cho vui thôi. Khi nào có gì hay hay thì mình lại chia sẻ tiếp. Ở đây cũng hơn có mấy người đỡ anh em. Đó. Đâu lên nổi đâu. Nó xuống tự do luôn anh em đó. Ở đây là 4 người, 2 người hai bên. 2 người hai bên đẩy lên phụ luôn là 4 người, với thêm ông này nó là 5 người mà đẩy không nổi cái đống này mà để về cái vị trí ban đầu. Anh em thấy nó nặng ghê gớm không? Không biết bao nhiêu ký mà nói luôn, ở trên đây mấy cái vòng vòng này không biết là cái gì, nó không biết phải tạ chắc lên thêm không. Rất là nặng anh em. Thì mình khuyên anh em mình không nên chơi nặng như vậy, mình chơi vừa phải thôi. Cứ bài tập về mình làm chừng 8 rep, 8 tới 10 hoặc 12 rep là lúc đó là cơ của mình là cũng đủ thấm rồi. Chứ đừng có chơi cái kiểu mà nó có những cái bài tập mắc OT thì 6 cái đó anh em, 6 cái thì cũng được. Nhưng mà mình đừng có làm kiểu mà vô mình đẩy một cái xong mình bỏ ra, mình bỏ lên mình đi ra, thì vậy thì rất là mất thời gian cho cái đống tạ này của mình. Nó không có giải quyết được cái gì, mà nó cũng chẳng có giúp ích được gì cho mình hết. Cho nên là mình cứ tập bình thường anh em, đừng có làm thái quá, đừng có tập nặng kiểu mình thể hiện. Vô phòng tạ mình thể hiện nhiều quá thì không có lợi ích gì hết. Cảm ơn anh em nha. Thì khi nào có gì hay thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp. Bye bye mọi người nha.